Quốc Việt và Ngọc Hân. Xin chào quý vị khán thính giả đang xem đài VSTV được phát hình trên băng tần 26.6. Xin kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp cuối tuần với các bản tin nổi bật sau đây. Tình hình Ebola đã có những suy giảm tích cực trên toàn thế giới. Ông Nguyễn Văn Hải tức blogger điếu cày sang Hoa Kỳ. Ông Obama bị ghen. Cúp vàng nàng 6 bao được mua với giá 400.000 Mỹ kim sau khi được bày bán tại San Francisco. Chú chó nhện Chica được 100 triệu lượt view trên YouTube trong vòng 30 ngày kể từ ngày được đăng trên mạng. Trước khi vào phần tin chi tiết, chúng tôi xin cảm ơn Đài Việt Shopping TV đã tài trợ cho chương trình này. Xin quý vị hãy giữ màn hình với chúng tôi trong ít phút. Chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình bản tin cuối tuần với phần tin Việt Nam. Thật là thú vị phải không quý vị? Chúng tôi sẽ đưa những thông tin Hoa Kỳ nổi bật trong tuần qua sau phần thông tin thương mại. Xin chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin tuần qua của Đài VSTV được phát hình trên băng tần KTSF 26.6. Trước khi chúng tôi tiếp tục với những thông tin về những sự kiện xảy ra tại Hoa Kỳ, xin cảm ơn nhà tài trợ Việt Shopping TV đã tài trợ cho chương trình bản tin cuối tuần hôm nay. Vào ngày thứ Tư 22 tháng 10 vừa qua, Canada đã chứng kiến một vụ khủng bố ngay tại thủ đô Ottawa. Theo báo cáo của cảnh sát, tên khủng bố đã bắn chết một binh sĩ tại khu vực tưởng niệm và đã tấn công vào tòa nhà quốc hội gần đó, khi Thủ tướng Stephen Harper đang họp cùng với quốc hội Canada. Tay súng khủng bố này được xác định là Michael Shehab Bibu. Michael đã có tiền sử tội phạm và được tin rằng hắn vừa mới được cải tạo sang đạo hồi. Một trong những người bạn của Michael cho rằng hắn không được bình thường và không ổn định khi gặp hắn trước cuộc tấn công. Michael đã tấn công hai binh sĩ tại đài tưởng niệm và đã làm một người thiệt mạng sau cuộc đấu súng. Sau đó, hắn đã tấn công vào tòa nhà quốc hội từ cửa chính và đã bị bắn hạ khi đến khu vực thư viện. Người binh sĩ thiệt mạng được xác định là Nathan Cirillo và anh được đưa đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi. Trong một đoạn video, nhân chứng đã cho biết có rất nhiều lạc đạn được bắn trong tòa nhà quốc hội khi cảnh sát Canada và cảnh vệ ập vào. Michael đã bị bắn hạ bởi một nhân viên cảnh vệ tên Kevin Vicker. Ông được biết đến là một nhân viên cảnh vệ chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm. Sau vụ tấn công, toàn bộ khu vực Ottawa đã bị đặt dưới lệnh giới nghiêm và các cuộc điều tra đã diễn ra nhằm tìm kiếm các đồng phạm của Michael. Lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ vào 8 giờ tối giờ địa phương sau khi tuyên bố không còn sự nguy hiểm nào. Hiện nay, cảnh sát Canada đang điều tra về mối quan hệ của vụ nổ súng này và vụ một người Hồi giáo tông xe làm chết hai binh sĩ diễn ra vài ngày trước đó. Mặc dù Canada đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên cao, nhưng vụ việc vẫn diễn ra ngay tại thủ đô của Canada. Sau sự kiện đó, Thủ tướng Harper đã có một bài phát biểu và nhấn mạnh rằng Canada sẽ quyết tâm hơn về việc chống lại khủng bố. Ông tuyên bố rằng ông sẽ không để chúng có một nơi trú an toàn. Trong những ngày đầu tuần này, đã có một sự việc kỳ lạ xảy ra tại Đức, đó là phi công của hãng hàng không lớn nhất nước Đức là Lufthansa Airlines đình công. Điều kỳ lạ nhất ở đây là các phi công của hãng này kiếm được hơn 200.000 euro một năm với những lợi ích rất lớn từ chính phủ và công ty. Công đoàn Vereniging Cockpit đã thay mặt cho các phi công của hãng này đòi quyền được nghỉ hưu sớm cho các phi công. Công đoàn VC nghĩ rằng tuổi 55 là tuổi hợp lý để cho các phi công nghỉ hưu mà được hưởng toàn bộ lợi ích và tiền hưu. Lufthansa đã đồng ý với việc này nhưng nó chỉ áp dụng với những phi công mới vào từ đầu năm 2014 về sau. Nhưng công đoàn VC đã không đồng ý và bắt buộc Lufthansa phải áp dụng với tất cả các phi công hiện đang làm việc cho VC. Theo một nguồn tin cho biết, công đoàn VC nói sẽ có một cuộc đình công khác vào đầu tuần sau nếu họ không đạt được nguyện vọng của họ. Theo chúng tôi được biết, đây là lần thứ 8 công đoàn VC đã kêu gọi các phi công đình công và gây thiệt hại vô cùng to lớn cho Lufthansa và đình trệ công việc cả triệu người. Sau 2 ngày đình công vào thứ 2 và thứ 3 vừa rồi, đã có hơn 1.500 chuyến bay bị hủy bỏ và ảnh hưởng tới 165.000 hành khách. Không những vậy, chỉ vì cuộc đình công thứ 3 trong năm mà Lufthansa đã bị mất 60 triệu euro, tương đương 75 triệu Mỹ kim. Người đại diện của Lufthansa cho rằng công đoàn VC đang cố tình làm tắc nghẽn giao thông của cả nước Đức sau khi liên tục phát động các cuộc đình công như thế này. Tình hình kinh tế của Lufthansa cũng đang gặp nhiều khó khăn khi phải liên tiếp đối đầu với các công đoàn cũng như sự phát triển của các hãng hàng không giá rẻ. Tuần vừa rồi chắc hẳn là một tuần đặc biệt đối với chú chó Chica và người chủ của chú khi video về chú chó nhện này được 100 triệu view với 2 triệu người đăng ký theo dõi trên kênh YouTube. Nhân lễ hội Halloween năm nay, Asa Wanderga đã dịp cho chú chó Chica của mình một bộ trang phục y như một con nhện khổng lồ. Anh chàng Wanderga đã lợi dụng những yếu tố như địa điểm, trang trí và thời gian vào buổi tối để thực hiện những công đoạn video này. Trong đoạn video này, Chica sẽ rượt theo những người đi đường một cách bất ngờ và tất cả các camera ghi hình được giấu kín. Quý vị hãy theo dõi nhé!
Video này quả thật thú vị phải không quý vị? Anh Sa Wadega là một người Ba Lan. Trong một cuộc phỏng vấn, anh cho rằng văn hóa của Ba Lan cần phải thay đổi và đó cũng chính là nhiệm vụ anh đặt ra cho chính mình. Khi được hỏi về đoạn video trên, Wadega đã nói rằng điều khó khăn nhất khi anh thực hiện đoạn video này nằm ở Chica. Anh nói rằng Chica là một chú chó quá hiền và thân thiện nên Chica đã không thực hiện được lệnh tấn công hay theo đuổi khi Wadega ra lệnh cho Chica. Tạp chí China Newsweek của Trung Cộng vừa khẳng định trong tuần vừa qua, Trung Cộng đang biến bãi đá chữ thập thành đảo nhân tạo lớn nhất của quần đảo Trường Sa. Và lúc này, bãi đá chữ thập đã được bồi đắp thành một hòn đảo nhân tạo có diện tích khoảng 1 cây số vuông. Chưa rõ, sau khi kế hoạch bồi đắp hoàn tất, diện tích cho đảo chữ thập sẽ là bao nhiêu? Theo China Newsweek, diện tích của đảo chữ thập sẽ lớn hơn đảo Ba Bình, trước nay vẫn là đảo lớn nhất trong số các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đài Loan hiện nay đang chiếm giữ Ba Bình cũng như vừa tuyên bố sẽ biến hòn đảo này thành một căn cứ quân sự. Giới quan sát thời sự tin rằng trong tương lai, đảo chữ thập sẽ là một căn cứ quan trọng giúp Trung Cộng mở rộng các hoạt động quân sự và thương mại trên Biển Đông. Trong vài tháng qua, bất chấp sự phản đối của các quốc gia Đông Nam Á và cộng đồng quốc tế, Trung Cộng tiếp tục bồi đắp các bãi đá, mở rộng các đảo ở Hoàng Sa lẫn Trường Sa nhằm hỗ trợ cho yêu sách độc chiếm toàn bộ Biển Đông. Trung Cộng còn liên tiếp gây hấn với các quốc gia trong khu vực bằng cách tấn công vào các tàu đánh bắt cá trong lãnh thổ của các quốc gia đó và bắt ngư dân của họ. Theo một nguồn tin khác, vừa có thêm một tàu đánh cá của Việt Nam mang số hiệu QNG-96017 bị tấn công trong tuần qua khi đang khai thác rau chân vịt gần đảo Bombay nằm trong quần đảo Hoàng Sa. Đại diện chính quyền huyện Lý Sơn cho biết một con tàu lạ mang số hiệu 46106 đã thả cano xuống biển để rượt đuổi tàu QN-96017. Sau đó, 6 kẻ lạ mặt từ cano leo lên tàu QN-96017 uy hiếp thủy thủ đoàn vứt hai tàu. Y hiếp thủy thủ đoàn vừa vứt hai tàu rau chân vịt đã phơi khô xuống biển, đập nát cabin, tịch thu mỏ neo, chặt đứt sắp 400 mét ống dẫn hơi, đâm thủng một thuyền thủng. Đại diện chính quyền huyện Lý Sơn chỉ cho biết, chung chung rằng con tàu đã tấn công, tàu đánh cá QN-96017 là tàu lạ và báo chí Việt Nam cũng gọi đó là tàu lạ. Tuy nhiên, theo tường thuật của chính báo chí Việt Nam cách đây 4 tháng thì con tàu mang số hiệu 46016 là tàu hải cảnh của Trung Cộng. Vào ngày 1 tháng 6, con tàu này đã đâm vào tàu 2016 của Cảnh sát biển Việt Nam, khiến tàu 2016 bị thủng 4 lỗ. Sáng thứ Ba, ngày 21 tháng 1, hàng trăm người vây Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai, Hà Nội đòi điều tra, truy cứu trách nhiệm những nhân viên y tế thiếu trách nhiệm, vô lương tâm, khiến bé Nguyễn Thị Hồng Nhung, 11 tuổi thiệt mạng. Sáng 19 tháng 10, do bị đau bụng, ói mửa, bé Nhung được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai cấp cứu. Tại đó, chỉ có y tá làm thủ tục tiếp nhận, truyền dịch, không hề có bác sĩ nào khám bệnh cho bé. Tình trạng này kéo dài cho đến tối hôm sau, thấy bệnh tình bé Nhung càng lúc càng nghiêm trọng. Gia đình xin bác sĩ đến khám, nhưng y tá khăng khăng khẳng định bé Nhung chỉ bị rối loạn tiêu hóa, ói mửa là chuyện bình thường. Thân nhân của bé Nhung liên tục xin chuyển bé sang bệnh viện khác nhưng các y tá không đồng ý. Đến rạng sáng ngày 21 tháng 10, bé Nhung tắt thở. Một bác sĩ là phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai chống chế bệnh viện này chẩn đoán bé Nhung bị viêm màng não và bé thiệt mạng là do xuất huyết màng não thể tối cấp, bệnh viện không kịp trở tay. Tình trạng vô trách nhiệm của Bệnh viện Nhi tại Việt Nam đang ở mức báo động. Vào tháng 7 năm 2013, cũng đã có 3 em ở Quảng Trị đã bị thiệt mạng sau khi bị tiêm nhầm thuốc. Hay trong năm 2014, đã có một vài vụ việc các em bị phản ứng phụ và dẫn đến tử vong sau khi tiêm các vaccine ngừa bệnh. Không những vậy, do những thiếu sót và thiếu trình độ trong việc giải quyết các dịch bệnh đã dẫn tới đại dịch sốt và làm hàng trăm trẻ em nhỏ thiệt mạng. Thế nhưng, sau những sự việc như thế này, hầu như các giới chức có thẩm quyền lẫn những cá nhân có trách nhiệm chỉ biết đổ lỗi cho nhau hay chỉ bị khiển trách hoặc cho nghỉ việc. Bản thân các gia đình nạn nhân chỉ nhận được một số tiền rất nhỏ cho những mất mát của họ. Vào cuối tuần trước, bộ phim Lạc Giới được trình chiếu rộng rãi tại các rạp chiếu phim trên toàn Việt Nam. Đây là lần đầu tiên đề tài lưỡng tính được nhắc đến trong ngành nghệ thuật thứ bảy do đạo diễn Phi Tiến Sơn thực hiện. Câu chuyện xoay quanh những tình cảm phức tạp giữa tên tội phạm Trung, cô y tá Kim và chàng trai trẻ mắc bệnh lạ tên Hải. Đạo diễn Phi Tiến Sơn tuy đã có gần 60 tuổi nhưng đã có những cái nhìn rất thoáng về vấn đề giới tính.
Ông đã diễn tả được cái khác biệt của con người trong giới tính và tình yêu tiêu biểu nhất của câu nói của một nam nhân vật chính. Điều đó đã được hình thành từ khi là phôi thai. Đối với ông, vấn đề giới tính là vấn đề của con người chứ không phải là một thứ bệnh. Đối với một xã hội còn khép kín trong tư tưởng như Việt Nam, đây có thể là một bước đi rất táo bạo của ekip làm phim Lạc Giới. Tuy nhiên, bộ phim đã nhận được những ý kiến trái chiều. Tuy số đông khán giả đã ủng hộ việc đem những vấn đề nóng bỏng và đang được tranh cãi lên màn ảnh, nhưng cũng có rất nhiều người từ thế giới thứ ba nói rằng bộ phim vẫn chưa thể hiện được hết những con người này, phim vẫn chưa lột tả được sự đau khổ của những con người khác biệt trong xã hội này. Ngoài ra, bộ phim còn mắc rất nhiều những lỗi nhỏ về nội dung cũng như kỹ thuật. Tuy vậy, giới trẻ Việt Nam vẫn cho rằng đây là một bộ phim đáng để xem. Tuy còn vụn về, nhưng đây có thể là những bước đầu tiên đem lại sự chấp thuận cho một bộ phận không nhỏ những người giới tính thứ ba đến xã hội Việt Nam.